Từng qua Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải. Theo đó 17 dự án sẽ được thành phố mời gọi đầu tư từ các nguồn lực trong và ngoài nước theo hình thức đối tác công tư PPP. Thành phố Hồ Chí Minh có 17 dự án mời gọi đầu tư bao gồm 7 dự án xây dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải, 6 dự án cải tạo nạo vét các tuyến kênh rạch và một dự án ứng dụng công nghệ xử lý nước thải mới tại nhà máy xử lý nước thải Bình Dương. Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, nhu cầu vốn đầu tư cho chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh là hơn 96,3 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đã triển khai là 22,9 ngàn tỷ đồng và đang thiếu hụt nguồn đầu tư khoảng 73,3 ngàn tỷ đồng. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn khó khăn, việc tăng trưởng thu hút đầu tư các nguồn lực trong và ngoài nước được xem là giải pháp hữu hiệu, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế thành phố.